hãng hàng không SAS đạt được thỏa thuận sinh tồn. Đã phải mất nhiều giờ đồng hồ đàm phán, nhưng cuối cùng, hãng hàng không SAS đã đạt được thỏa thuận với các công nhân để cứu hãng hàng không này khỏi bị phá sản. 8 công đoàn ở Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch đã đồng ý các biện pháp để thu nhỏ các hoạt động kinh doanh và làm hài lòng các ngân hàng. SAS sẽ nhận được một khoản vay giải cứu trị giá 515 triệu Mỹ Kim. Ông Robert Gustafsson là người đứng đầu Hiệp hội Phi công Thụy Điển. Ông cho biết các nghiệp đoàn đã đồng ý tất cả các điều khoản trong các lĩnh vực mà công ty yêu cầu. Các nghiệp đoàn đã nhượng bộ về tiền lương, về trợ cấp hưu trí và dịch vụ. Về phía tiền lương, các nghiệp đoàn đã chấp nhận bị giảm một tháng lương mỗi năm, cũng như chấp nhận cắt giảm trợ cấp chi phí 27% và phải tăng ngày làm việc khoảng 8% lên đến 190 ngày mỗi năm. Một nửa cổ phần của hãng hàng không SAS thuộc sở hữu của chính phủ các nước Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy. Nhưng giống như nhiều hãng hàng không hàng đầu, công ty đang gặp nhiều khó khăn. Công ty đã không đạt được lợi nhuận kể từ năm 2007 do bị cạnh tranh bởi các hãng hàng không giá rẻ như Ryanair và Air Soto của Na Uy. Nếu không có một thỏa thuận, công ty sẽ bị phá sản. Tuần trước, SAS cho biết tiền lương sẽ bị giảm lên đến 17% và sẽ giảm số lượng nhân viên từ 9 cho đến 15.000 người. Công ty đang nhắm mục tiêu cắt giảm chi phí khoảng 440 triệu Mỹ Kim một năm.